Cha ơi, chỉ còn có một đêm nay là một đêm sầu ly biệt. Các con còn được báo hiếu cho vong linh hương hồn cha. Tới ngày mai, cha ra đi mãi mãi cha không trở về. Đêm ngày hôm nay đây, các con có bát cơm quả trứng để ra cúng cơm cho vong linh hương hồn cha. Cha ơi, hồn cha linh thiêng, cha hãy trở về, cha chứng giám cho. Và để giờ phút này đây, màn cúng cơm của anh em trong đoàn nhạc hiếu xin được bắt đầu. Cha ơi, lúc này đây các con đứng cơm trên diều, bát cơm quả trứng đôi đũa bằng bông, dâng lên thân quyền bữa thường mời cha sơi. Cha ơi, từ nay cha mất không còn, các con biết lấy gì báo đáp nghĩa đền công ơn? Lòng thành tuần diệu nước cơm, dâng lên thân quyền bữa thường mời cha sơi. Cha ơi, tình cha thì ấm áp như vầng thái dương, cả một đời cha vất vả vì các con. Cha quản gì nấu mưa nắng dãi dầu, lo cho anh chị em con khôn lớn trưởng thành tới tới ngày hôm nay. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng trôi đầu buồn suốt đi đời vì con gian lao. Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già rồi và con nhớ cha năm xưa, con đã quyền
xin được kính thưa vong linh hương hồn cha. Trần nào bằng con ơi.
Cha dạy cho nhìn các con người cha
vượt qua anh em trong toàn đoàn nhà Kiêu đã đồng cảm cùng với toàn thể gia đình anh em con cháu. Màn đầu tiên là màn các con sẽ được dâng tuần cơm báo hiếu để đi cha về nơi an nghỉ cuối cùng, được an cư nơi phần mộ. Màn cúng cơm đã xong, màn hai có chiếc thuyền dòng con cháu công để chờ mãi chờ hồn để đi cha về bên kia miền tây phương cực lạc. Vậy các con các cháu ngồi sang hai bên để chuẩn bị đón cha lên đò rồng. Ông đi đâu bỏ bên này, ông thức cây ngủ ra trèo chở cho cha tôi được qua đò qua bên ông đi. Sao đấy? Ý da, thóng nhỏ các cậu quan. Sao? À, tiếng trống tiếng nhịp để lên ra lão à. Sắm tả tăng nước khai quang đưa cụ quang qua đò nhá. Ờ, ra nhanh lên ông á. Ây mà đêm mê, đêm khuya. Thì cứ ngồi đây đợi não ngày mai bốn hồn nó không chẳng mà ngồi rằng là nói cửa nói vậy. Yeah.
Nhất bánh, nhất có gạo, có tiền cho cụ, cứ để đồ xuông, cứ để